Ngon quá. Chị ơi, cho anh thêm trứng nữa nghe chị. Trứng giống gì nè? Con nhỏ thôi nha. Rồi trứng đỏ nhiều. Rồi mề, úp mề với chị vậy ạ. Chào cả nhà, đã đến với kênh YouTube của Nguyên Khoa. Giống như lần trước anh Khoa đã chia sẻ. Hello cả nhà. Ok các bạn, rất vui mừng được gặp lại các bạn lần này nha. Và giống như lần trước thì Khoa đã chia sẻ với các bạn, đó là công thức của nước chấm: 1 muỗng muối, 1 muỗng đường, 2 chép tỏi, 2 chép ớt. Chúng ta đâm nhuyễn với nhau nha. Đâm nhuyễn nhưng mà gương mặt phải thân thiện nha các bạn. Đâm nhuyễn, nhuyễn, nhuyễn. Sau đó các bạn cho vào nửa trái chanh. Và sau đó sẽ là nước sắc, nước chấm Bataco. Ok, cái này chúng ta có thể mua ở chợ Mỹ hay tất cả các chợ ở Mỹ đều có cái này nha. Và bây giờ là một bài hát: mẹ thương bảo con thân gái đục trong, mai kia muốn nó còn đi lấy chồng, đường về xa lắm còn đâu, giờ thì em thèm hộp dích lộn, bây giờ em xin ăn hộp dích lộn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khoa và Mi hết mặt. Mày lên chụp mình kìa. Và hôm nay Mi và Khoa sang hộp dịch lộn nha. Hộp dịch lộn và rau răm. Tại sao có hộp dịch lộn? Bởi vì hộp dịch lộn này được truyền thuyết kể rằng cách đây 4.000 năm văn hiến của lịch sử Việt Nam, hộp dịch lộn đã có từ trong bụng của một con vịt. Sau khi con vịt nó đẻ ra, và đẻ ra thì lúc đầu nó là trứng hộp dịch tươi. Và khi chúng ta tươi quá mà chúng ta không ăn thì chúng ta bỏ vào trong cái lò, chúng ta ấp thì nó sẽ thành ra hộp dịch lộn. Thì nó có lộn nè, nó có chồng đỏ nè, nó có co ở trong này, rồi nó có hộp dịch mề nữa. Và nếu như hộp dịch mề không ăn nữa, hộp dịch lộn không ăn nữa thì nó sẽ thành hộp dịch ung. Nên bây giờ mình sẽ ăn ở giai đoạn chính giữa là giai đoạn hộp dịch lộn nhé. Và bây giờ cách thức ăn, hãy cầm hộp dịch lộn lên nào, con gái của ta. Ok, hộp dịch lộn nó sẽ có hai đầu nha các bạn, đầu nhỏ và đầu lớn. Và đầu lớn thì chúng ta sẽ đập cái đầu lớn này, và cái đầu nhỏ là chúng ta sẽ bỏ vào trong cái chung. Đó, bỏ vô cái chung như vậy. Đó, rồi đập nè. Đó. Nha. Chúng ta đập. 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 Bẻ nó hộp dịch lộn ra. Giờ chúng ta hấp nước. Ngon quá. Ngon không? Lý do tại sao ngọt? Lý do tại sao ngọt không phải tự nhiên mà ngọt. Bởi vì trong quá trình luộc, Khoa đã cho vào đó là một muỗng bột nêm. Một muỗng bột nêm thì chúng ta luộc với lửa liu riu thôi nha các bạn, để cho hộp vịt chín đều và cái nước sẽ không bị khô. Và sau khoảng chừng 15 đến 20 phút, sau khi từ 15 đến 20 phút, chúng ta có thể dùng cái đôi đũa chúng ta gấp thử. Nhưng mà sau khi gấp thử cũng chưa chắc là chín, chúng ta phải để thêm 5 phút nữa nhé. Và phải cẩn thận cho hộp dịch thật chín. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái muỗng nhỏ. Sau khi chúng ta đã thử cái nước, dùng cái muỗng nhỏ. Tuyệt vời quá anh Khoa ơi. Ngon quá. Chị ơi, cho anh thêm trứng nữa nghe chị. Trứng giống gì nè? Con nhỏ thôi nha. Rồi trứng đỏ nhiều, rồi mề, úp mề với chị vậy ạ.
ngon quá à. Chị bán lâu chưa? Quý vị thấy không? Khi mà chúng ta đi ăn, chúng ta phải hỏi thăm cái người bán chúng ta là quý vị đã làm lâu chưa? Chị ơi, chị bán cái bao nhiêu lâu rồi? Chị bán cái nghề này, chị sống có đủ không? Ờ, chiều nay chị bao số mấy, đầu đuôi mấy, tại có anh xỉu chủ không chị? Dạ, hộp vịt lộn chị ngon lắm. Đó, chúng ta ăn rồi chúng ta phải biết giao lưu nha các bạn. Chúng ta phải giao lưu với lại cái người bán hàng để chi? Để họ lựa cho các bạn cái hộp vịt lộn ngon nhất, ok? Chúng ta ngắt đầu ăn cũng vậy, gương mặt phải thân thiện nha. Gương mặt phải thân thiện, đừng có mà chăm chú ăn quá. Chúng ta phải nhìn xung quanh, coi những người xung quanh họ đang nhìn gì chúng ta nha. Chúng ta đừng có mà háo ăn quá, thấy không? Và cái phong tục đó các bạn, hồi xưa lúc nào qua học rộn mà ngoại phải nói là nên bớt cái vỏ. Tại vì sao? Tại vì cái vỏ mà các bạn không bớt á, sau này chúng ta có coi là chúng ta có lên giống như là xuống dưới gặp ông Diêm Vương đó, là chúng ta phải gánh nước mà cái vỏ trứng thì không có tin. Nhưng mà hoặc cũng là nha. Nhưng mà Khoa cũng làm vậy các bạn. Khoa cũng tin bà ngoại và Khoa cũng làm giống y vậy đó. Ngon ngon quá. Bà ngoại cũng muốn ăn nữa đó. Ngon. Kìa, dưới đất kìa. Ok. Và bây giờ thủ thuật chúng ta ăn mềm. Đây. Mềm. Chúng ta sẽ lột ra. Ăn mềm đi. Không biết ăn mềm đâu. Ăn đi thông minh lắm á, ăn mày thông minh lắm nha. Đây là các bạn. Nhiều người nói thôi, ăn mề ngu lắm. Mà nhỏ lúc nào không thích ăn mề. Lúc nào cũng dần ăn mề. Mẹ ăn chùm đó, mẹ cho mề. Mẹ là mẹ khoái ăn con. Mẹ khoái, người thơ là gọn. Mẹ rất thích ăn con. Chồng khoai là xin mề với chùm đỏ. Nên mẹ thương mà lúc nào cũng cho chùm đỏ. Chùm đỏ là ngon nhất á. Mà mẹ phải hy sinh cái chùm đỏ chùm khoai các bạn. Ok, ngon quá các bạn. Nhớ nhé, những buổi trưa buồn làm gì, chúng ta đi ra chợ mua một chục cái hộp vịt lộn về chúng ta luộc ăn. Nhớ nha, trong lúc luộc các bạn nhớ cho một muỗng bột nêm vào. Nhớ công thức một hai chia sẻ về nước chấm cũng như là cái cách luộc hộp vịt lộn. Và sau 15 phút lửa riu riu lên, chúng ta có thể thử hộp vịt lộn bằng đôi đũa. Nếu gấp dính không vịt lộn thì hộp vịt lộn là chính. Nhưng sau đó chúng ta để tiếp tục thêm 5 phút nữa. Và nhớ liu riu lửa thì đừng có mạnh lửa quá, bởi vì hộp vịt lộn cần kín tới bên trong. Và nhớ ủng hộ và đăng ký kênh cho Khoa nha. Mày nữa, mày về mày kêu giọng họ mày vô đăng ký cho tao. Và nếu mà chúng ta không có thời gian luộc, chúng ta có thể đi ra hàng xóm hay là qua những người bán đó, chúng ta kêu: chị ơi, lựa cho em một trứng hộp vịt lộn nha chị, cái trứng mà nó mềm mềm, nó ngon ngon giống như cái chị hồi nãy ăn á, nghe không các bạn? Các bạn phải kêu người ta lựa và gương mặt phải thân thiện, người ta sẽ chọn cho bạn một trứng vịt lộn ngon. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký ủng hộ cho Khoa nha.